Tiếp theo chương trình thì tôi xin trân trọng giới thiệu tiến sĩ Lê Văn Nghĩa sẽ có bài trình bày đầu tiên. Bài trình bày của anh Nghĩa thì sẽ về cái các vấn đề khác biệt về mặt kỹ thuật đối với vận hành, kiểm định và bảo trì cái phương tiện giao thông vận tải truyền thống so với cái phương tiện điện như thế nào. Tiến sĩ Lê Văn Nghĩa là giảng viên của bộ môn ô tô và xe máy của Đại học Bách khoa Hà Nội, thì của Viện Cơ khí Động lực học Đại học Bách khoa Hà Nội, và ông Nghĩa thì đã nghiên cứu giảng dạy và hoạt động trong cái lĩnh vực chính là tự động hóa thiết kế ô tô, động lực học và điều khiển chuyển động của ô tô, cơ điện tử trên ô tô chuyên dụng và xe chuyên dụng rất nhiều năm rồi ạ. Thì xin mời anh Nghĩa. Xin cảm ơn chị Thủy ạ. Xin chào tất cả các quý vị cũng như là các khán giả của buổi đào tạo. Em đem xe đi. Chúng ta được share cái màn hình ạ. Như là mọi người đã nhìn thấy cái slide mà mình share chưa ạ? Cho full cái screen này. Xin kính chào tất cả quý vị và các khán giả của buổi đào tạo hôm nay, cũng như là chị Thủy đã giới thiệu, tôi là Lê Văn Nghĩa, đang công tác ở bộ môn ô tô và xe chuyên dụng, Viện Cơ khí Động lực Đại học Bách khoa Hà Nội. Thì hôm nay tôi rất vinh dự được trình bày một cái bài tự luận về sự khác biệt trong kiểm tra và bảo dưỡng kỹ thuật giữa xe điện và xe ô tô truyền thống. Các cái nội dung chính mà hôm nay tôi muốn trình bày ở đây bao gồm các cái nội dung. Cái thứ nhất là phân biệt ô tô truyền thống và ô tô điện. Thì trong mục này tôi muốn làm rõ hơn các cái khái niệm mà chúng ta sẽ tìm hiểu đằng sau. Và cái phần thứ hai là phần quan về ô tô điện và các cái kiểm tra và bảo dưỡng trên xe ô tô điện. Phần thứ ba là cấu tạo chung của cái xe ô tô truyền thống và các cái hạng mục kiểm tra bảo dưỡng chính của xe ô tô truyền thống. Và phần thứ tư là sẽ tổng kết lại những cái điểm khác biệt về kỹ thuật giữa kiểm tra và bảo dưỡng xe điện và xe truyền thống. Và sang cái mục cuối cùng là phần kết luận. Đầu tiên, tôi muốn làm rõ hơn các cái khái niệm về ô tô truyền thống và ô tô điện, tức là các cái đối tượng mà hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về cách kiểm tra và bảo dưỡng chúng. Đầu tiên là ô tô truyền thống, thì chắc mọi người cũng sẽ hiểu ô tô truyền thống ở đây hiện tại là những xe chỉ sử dụng động cơ đốt trong. Và hiện nay thì có hai loại xe sử dụng động cơ đốt trong phổ biến. Đấy là xe xăng và xe diesel. Thì hai loại xe này đều sử dụng cái nguồn nhiên liệu hóa thạch. Và cấu tạo của những cái loại động cơ này thì nó bao gồm các cái bộ phận chính. Cái quan trọng nhất là động cơ đốt trong. Đấy là ly hợp hộp số. Đấy thì cái bộ phận hệ thống truyền lực sẽ truyền động từ động cơ đến các cái bánh xe dẫn hướng. Thì chúng ta sẽ hiểu là xe truyền thống sẽ là xe xăng và xe diesel. Đấy, cái đối tượng tiếp theo của chúng ta là ô tô điện. Thế thì hiện nay trên thế giới người ta có sử dụng một số các cái loại xe điện phổ biến như trên slide. Cái loại xe đầu tiên mình muốn nhấn mạnh ở đây thì chính là cái loại xe ô tô thuần điện, hay nó còn gọi là EV, hoặc là có thể gọi đơn giản là EV. Đây là cái loại xe mà sử dụng hoàn toàn bằng động cơ điện với cái bộ pin động lực riêng và có thể được nạp lại. Trên những xe này thì không có sử dụng các loại động cơ đốt trong. Và xe BEV thì sử dụng cái năng lượng được tích trong các cái bộ pin động lực và dùng để chạy cái motor điện cũng như là sử dụng với các cái mục đích khác. Còn đối với cái xe điện dạng hybrid hay là người ta còn gọi là xe ô tô lai, thì nó có hai cái dạng phổ biến hiện nay. Đấy là xe
PHEV và xe HEV. Thì cái xe PHEV thì có thể nạp lại pin bằng cách là chúng ta cắm vào nguồn điện từ phía bên ngoài. Như các bạn nhìn thấy trên slide, đấy là nó có một cái jack cắm phía bên ngoài và chúng ta có thể cắm vào cái hệ thống điện để sạc lại cho cái hệ thống ắc quy trên xe. Thì các cái xe hybrid dạng PHEV có thể đi di chuyển cái quãng đường khoảng từ 20 cho đến 80 cây. Với cái sự hỗ trợ của động cơ xăng thì nó có thể chạy thêm được và rất nhiều. Tuy nhiên là tương đối với động cơ điện thì nó có thể đi được cái đường là gần đấy. Và đối với các loại xe HEV thì cái quãng đường chạy được nó ít hơn. Tuy nhiên là nó lại sử dụng vận hành trực tiếp cùng với cái động cơ đốt trong, và cái động cơ đốt trong này sẽ hỗ trợ cho cái xe này hoạt động trên cái quãng đường dài hơn, và nó lại là nguồn năng lượng được nguồn năng, nó sẽ sản sinh ra cái nguồn năng lượng chính để cung cấp cho cái xe HEV chuyển động. Thế thì ngoài những cái xe mà mình đã nêu như là BEV, HEV hay PHEV là những loại đang được sử dụng phổ biến, thì nó còn có cái loại ô tô sử dụng pin nhiên liệu, đấy là FCEV. Thì tuy nhiên là cái loại này thì cái số lượng nó chưa được nhiều và cũng chưa phổ biến lắm. Đấy, như vậy là chúng ta sẽ quan tâm đến hai cái khái niệm, đây là ô tô truyền thống được hiểu là xe xăng và xe điện, và thứ hai nữa là ô tô điện. Thì nó có hai loại chúng ta sẽ quan tâm, chính là xe ô tô thuần điện và xe ô tô lai HEV và PHEV. Đối với HEV và PHEV là những loại xe điện mà sử dụng hỗn hợp hai loại động cơ, động cơ đốt trong và động cơ điện. Thì sự khác biệt giữa hai loại xe này nằm ở dung lượng của hệ thống pin động lực. Đối với dòng xe PHEV thì thường là được sử dụng cái thống pin động lực với cái dung lượng lớn hơn, cho phép xe di chuyển quãng đường dài hơn mà khi chỉ hoạt động bằng chế độ chạy điện. Còn xe HEV thì di chuyển được quãng đường ngắn hơn, khoảng 2 đến 3 km nếu mà chỉ chạy bằng điện. Và một cái điểm giống nhau của hai dòng xe này đấy là có cái kết cấu rất phức tạp và dẫn đến là cái số lượng chi tiết trên xe ô tô là rất lớn, trong đó các cái chi tiết chuyển động thì cũng chiếm cái tỷ trọng lớn, và chính cái việc đó nó sẽ gây ra rất nhiều khó khăn trong cái việc kiểm tra và bảo dưỡng cũng như là sửa chữa các dòng xe này. Alo. Tôi sợ ông bận, thế là cũng chẳng không. Thì đối với hai dòng xe như trên thì chúng ta sẽ quan tâm đến cái việc sử dụng động cơ điện và động cơ đốt trong hỗn hợp. Đấy, còn bài hôm nay tôi muốn tập trung sâu hơn về việc kiểm tra và bảo dưỡng xe động cơ đốt trong truyền thống và xe thuần điện. Đấy, chúng ta sẽ đi tìm hiểu chi tiết hơn một chút về các cái hệ thống trên cái xe ô tô thuần điện. Thì đối với các xe ô tô thuần điện hiện nay hoặc là BEV thì có các cái bộ phận chính là hệ thống động lực với động cơ điện và hệ thống pin. Thì động cơ điện hiện nay được sử dụng thường là loại 3 pha với điện áp cao khoảng 300 V trở lên và tùy loại động cơ. Thì khi kiểm tra và bảo dưỡng các cái loại xe điện như thế này thì các bạn phải hết sức lưu ý khi làm việc với điện áp cao, thì cái này có thể gây nguy hiểm đến tính mạng con người. Và những người không có chuyên môn về điện thì không nên thực hiện các thao tác kiểm tra bảo dưỡng các cái hệ thống động lực trên xe điện. Để cung cấp và điều khiển cho các cái động cơ điện thì người ta sử dụng cái bộ inverter. Đấy, động cơ và inverter thì thường được bố trí gần nhau và được làm mát bằng các cái dung dịch nước làm mát và hệ thống tản nhiệt. Như các bạn thấy trên hình vẽ là có cái hệ thống tản nhiệt. Thế thì ngoài
động cơ điện và hệ thống pin động lực. Thì trên xe điện hiện nay nó cũng có các cái hệ thống khác tương tự như trên xe truyền thống, ví dụ như là hệ thống phanh, hệ thống lái và phần khung vỏ ô tô. Khung vỏ thì cũng có nhiều điểm tương đồng. Ưu điểm của các dòng xe thuần điện, như các bạn thấy là cái số lượng chi tiết chuyển động ít hơn xe truyền thống rất là nhiều. Nên là cái việc kiểm tra và bảo dưỡng xe điện thì cũng sẽ đơn giản hơn xe truyền thống. Và ở các cái bước slide sau chúng ta sẽ đi để tìm hiểu và để làm rõ hơn cái sự khác biệt giữa kiểm tra và bảo dưỡng ô tô điện và ô tô truyền thống. Đối với xe điện thì hệ thống pin động lực là một trong những bộ phận lớn, chiếm tỷ trọng lớn về giá cả cũng như là khối lượng, thì nó được ví như là trái tim của cái xe. Tuy nhiên là đối với hệ thống này thì cái việc kiểm tra và bảo dưỡng nó cũng không cần phải mất quá nhiều cái công sức cho việc kiểm tra và bảo dưỡng, mà nó được sử dụng trong cái khoảng thời gian khoảng từ 7 đến 8 năm mà không cần quá nhiều cái việc can thiệp từ phía bên ngoài. Nó khác với động cơ đốt trong là cũng chiếm tỷ trọng lớn trong giá cả cũng như là khối lượng, nhưng mà lại rất thường xuyên phải bảo dưỡng và sửa chữa. Nếu như các bạn nào mà đã từng sử dụng xe động cơ đốt trong thì không cần, thì sẽ các bạn sẽ phải thực hiện các cái kiểm tra bảo dưỡng định kỳ. Chưa cần biết là xe chúng ta có hỏng hay không, nhưng mà cứ đến cái thời điểm, đến cái thời hạn thì chúng ta sẽ phải kiểm tra và bảo dưỡng và thay thế những cái vật tư tiêu hao đi kèm. Thì trên ô tô điện hiện nay được sử dụng phổ biến là cái pin lithium, và hệ thống pin động lực thì thường được ghép từ rất nhiều các cái block pin nhỏ. Trong cái quá trình làm việc với hệ thống pin động lực thì có cái điều hết sức cần lưu ý khi các bạn làm việc với hệ thống pin động lực, đấy là các cái đường điện cao áp, và thông thường thì được ký hiệu bằng cái màu cam như các bạn thấy trên hình vẽ. Đấy, thì điện áp trên những đường dây này sẽ rất cao, thông thường sẽ khoảng 300V trở lên, tùy loại động cơ và tùy vào các hệ thống pin. Phần tiếp theo rất rất quan trọng đối với xe ô tô điện, đấy là phần động cơ điện và cái hệ thống chuyển lực. Động cơ điện là cái nơi mà sinh ra cái moment và công suất để giúp xe của chúng ta chuyển động. Tuy nhiên là đối với động cơ điện thì có cái sự khác biệt đối với rất lớn đối với động cơ đốt trong là kết cấu của động cơ điện thì đơn giản hơn rất nhiều. Đấy, mà việc khi mà chúng ta kiểm tra và bảo dưỡng động cơ điện thì chỉ cần kiểm tra và bảo dưỡng những cái hạng mục về dây điện, về tình trạng bên ngoài, và chúng ta không cần can thiệp quá sâu vào cái bên trong. Khác với động cơ đốt trong là chúng ta sẽ phải bảo dưỡng thường xuyên. Và hệ thống truyền lực trên ô tô điện cũng đơn giản hơn hệ thống truyền lực trên xe truyền thống. Bởi vì ô tô điện chúng ta sẽ hoạt động ổn định hơn. Với cái giải tua và cái đường đặc tính thì nó phù hợp với cái đường đặc tính lý tưởng của ô tô. Nên là hệ thống truyền lực trên ô tô sẽ có kết cấu đơn giản, làm việc với các cái chế độ tải trọng thấp hơn so với các cái hộp số và hệ thống truyền lực trên xe truyền thống. Tuy nhiên là trên ô tô điện và trên động cơ điện và các hệ thống điều khiển cho động cơ điện thì vẫn có những cái hệ thống làm mát. Thế nên là trong cái quá trình mà kiểm tra hệ thống động lực của xe điện thì chúng ta cần quan tâm đến nước làm mát và thay thế nước làm mát theo định kỳ nếu như cần thiết. Để kiểm tra các quạt của két nước làm mát. Thế việc sử dụng động cơ điện trên ô tô thì nó có rất nhiều các cái ưu điểm. Đấy, một trong những cái ưu điểm đó là sẽ làm giảm các cái mài mòn cũng như là giảm các cái tổn hao trên các cái chi tiết của hệ thống động lực, và sẽ giảm được cái hiện tượng mài mòn lốp
do cái việc điều khiển moment chủ động tốt. Thì ngoài ra trên ô tô điện thì động cơ điện còn tham gia vào hệ thống phanh với cái mục tiêu là tái tạo cái năng lượng ở trong cái quá trình phanh để nạp vào bộ bộ pin. Thì hệ thống phanh trên xe điện nó bao gồm hệ thống phanh cơ khí như trên xe truyền thống và hệ thống phanh tái tạo. Thì với cái sự tham gia của động cơ điện vào hệ thống phanh thì cái hệ thống phanh truyền thống sẽ được giảm bớt cái tải trọng và giảm bớt cái cường độ làm việc, dẫn đến là cái việc bảo dưỡng và kiểm tra hệ thống phanh trên xe điện sẽ diễn ra ít hơn, và các cái chi tiết của hệ thống phanh trên xe điện sẽ có cái tuổi thọ lâu hơn. Thì ngoài ra trên xe điện thì còn có các cái hệ thống khác mà sử dụng cái nguồn điện từ ắc quy, như là hệ thống điều hòa điện có cái sự hoạt động ổn định và có cái độ bền cao. Đấy, thì đối với những cái hệ thống điều hòa này sẽ ít phải kiểm tra và bảo dưỡng hơn so với những hệ thống điều hòa sử dụng trên xe truyền thống. Như vậy trên đây là sơ lược những cái điểm cơ bản nhất về xe điện. Sau đây chúng ta sẽ chuyển sang hạng mục tiếp theo là cấu tạo chung của xe ô tô truyền thống, cũng như là các cái hạng mục kiểm tra và bảo dưỡng chính. Thì như các bạn biết, cái xe ô tô truyền thống thì nó bao gồm các cái hệ thống chính như sau. Thứ nhất là cái hệ thống động lực. Hệ thống này bao gồm động cơ đốt trong và hệ thống truyền lực. Hệ thống truyền lực chúng ta đây có thể hiểu là động cơ, là ly hợp, là hộp số, là cầu chủ động và các cái bánh xe chủ động. Ngoài cái hệ thống động lực thì chúng ta còn những hệ thống khác như là hệ thống điều khiển hướng chuyển động hay gọi là hệ thống lái, rồi hệ thống điều khiển tốc độ của xe, hệ thống phanh, rồi hệ thống đảm bảo cái sự êm dịu của xe khi chuyển động, hệ thống treo và các cái hệ thống kèm theo đi kèm như khung vỏ và hệ thống điện thân xe. Đấy, rồi là các cái hệ thống để đảm bảo các cái tiện ích khác trên xe như là điều hòa, như là ánh sáng. Hệ thống động lực là một trong những hệ thống quan trọng nhất trên xe ô tô truyền thống, bao gồm động cơ đốt trong và phần hộp số. Như các bạn biết là động cơ đốt trong thì bao gồm được cấu tạo từ các piston, trục biểu và các cơ cấu phối khí, cũng như là hệ thống điện động cơ, hệ thống bôi trơn và làm mát. Đối với động cơ đốt trong thì cái việc kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ là rất cần thiết. Nó ảnh hưởng trực tiếp đến tuổi thọ và đến cái hoạt động của động cơ đốt trong. Một trong những cái mà các bạn sẽ phải hay thay thế thường xuyên trong quá trình sử dụng xe truyền thống đấy là dầu và lọc dầu động cơ. Ngoài ra, trong các cái hạng mục kiểm tra định kỳ của động cơ tùy thuộc vào cái thời điểm thì chúng ta sẽ có phải kiểm tra thêm về hệ thống nhiên liệu như bơm nhiên liệu và lọc nhiên liệu, rồi kiểm tra cái lọc gió, kiểm tra nước làm mát nếu như cần thiết. Và thông thường thì chúng ta sẽ phải thay buji trong khoảng 30 đến 40.000 km di chuyển của ô tô để đảm bảo cái hoạt động tốt nhất cho xe động cơ. Và sau đấy thì là kiểm tra dây cu loa và các loại đai chuyển động khác, rồi vệ sinh họng hút và kim phun. Đấy, thì đối với động cơ đốt trong, hầu hết tất cả các hạng mục mà bảo dưỡng và kiểm tra của xe thì đều tập trung vào đầu tiên là động cơ đốt trong. Và các cái hạng mục này chiếm cái tỷ trọng rất lớn. Đối với các dòng xe mới, ví dụ như là dưới 10 năm tuổi, thì các cái hạng mục chủ yếu sẽ nằm ở hệ thống động lực, tức là ở động cơ. Còn đối với hệ thống truyền lực, thì hiện nay trên ô tô sử dụng rất nhiều các cái hệ thống truyền lực đa dạng khác nhau, từ hệ thống truyền lực bằng cơ khí cho đến hệ thống truyền lực tự động, tiêu biểu là các loại hộp số tự động. Thì đối với hệ thống truyền lực, các cái hạng mục kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ thường xuyên sẽ là thay hoặc bổ sung dầu hộp số, dầu cầu,
Đấy, và các cái bước căn chỉnh, kiểm tra, điều khiển ly hợp, điều chỉnh ly hợp và biến mô, hoặc là bôi dầu mỡ vào các trục cách răng. Thì đối với phần hệ thống chuyên lực thì các hạng mục kiểm tra và bảo dưỡng sẽ ít hơn. Tuy nhiên cũng là đây cũng là hệ thống quan trọng, và các hạng mục kiểm tra bảo dưỡng trong hệ thống chuyên lực thì cũng đều có ý nghĩa rất quan trọng đảm bảo cái hoạt động của xe. Đấy, hệ thống tiếp theo của chúng ta là hệ thống phanh. Thì trên xe truyền thống có thường sử dụng hệ thống phanh thủy lực với cái cơ cấu phanh đĩa hoặc là cơ cấu phanh tăng chống. Thì trong quá trình xe hoạt động, các hạng mục kiểm tra định và bảo dưỡng định kỳ sẽ bao gồm kiểm tra ma phanh, kiểm tra đĩa phanh, kiểm tra chống phanh, để kiểm tra các cái chi tiết chuyển động trong hệ thống phanh. Và tiếp theo là chúng ta sẽ phải kiểm tra các cái đường ống dò phanh xem nó có hiện tượng dò dỉ hay là có bị các cái va chạm từ phía bên ngoài gây ra cái hiện tượng mất dầu phanh hoặc là dò dỉ dầu phanh. Bởi vì dầu phanh là cái mô chất truyền cái tác động từ người lái xuống các cơ cấu phanh, nên khi mà bị dò dỉ dầu phanh thì sẽ dẫn đến rất nhiều các cái nguy hiểm khác. Ngoài ra thì còn rất nhiều các cái hạng mục khác cần kiểm tra cho cái hệ thống phanh. Hệ thống phanh là hệ thống đảm bảo an toàn chuyển động cho xe, nên là các hạng mục trong kiểm tra hệ thống phanh đều đóng cái vai trò rất quan trọng. Và như lúc nãy chúng ta có phân tích thì cái hệ thống phanh của xe truyền thống nó sẽ phức tạp hơn là hệ thống phanh của xe điện, và nó có cái kết cấu to hơn, các chi tiết đều to hơn và hoạt động dưới cái cường độ lớn hơn. Cái hệ thống tiếp theo của ô tô truyền thống là hệ thống lái. Thì các hệ thống lái phổ biến trên xe ô tô hiện nay thì đều bao gồm có cơ cấu lái và phần dẫn động lái. Thì các cái hạng mục kiểm tra đối với cơ cấu lái thì chúng ta sẽ chỉ cần chủ yếu tập trung vào cái việc điều chỉnh và hiệu chỉnh để làm giảm cái độ dơ của cơ cấu lái và đảm bảo cho việc là cơ cấu lái hoạt động ổn định. Ngoài ra đối với phần dẫn động lái, chúng ta sẽ cần phải kiểm tra rô tuyên cũng như là các cái liên kết của hệ thống lái. Các góc đặt bánh xe như là góc camber, góc caster, góc kinh pin hay là độ trụ thì đều ảnh hưởng trực tiếp đến cái hoạt động của lốp xe, có thể gây ra các cái mài mòn không đều hoặc là các cái ảnh hưởng đến lốp xe khi mà các góc đặt này không đúng như là các góc được thiết kế ban đầu. Nên là trong quá trình kiểm tra bảo dưỡng, chúng ta cần quan tâm đến các cái góc đặt này. Ngoài ra đối với các cái hệ thống lái có trợ lực, dùng trợ lực thủy lực thì việc thay hoặc bổ sung dầu trợ lực nếu có là công việc rất cần thiết. Còn đối với các hệ thống trợ lực lái điện thì việc kiểm tra hoạt động trợ lực hoặc kiểm tra các đường dây điện. Cái hệ thống tiếp theo của chúng ta là hệ thống treo. Hệ thống treo thì bao gồm ba cái phần tử chính là phần tử đàn hồi, ví dụ như là lò xo, nhíp hoặc là bóng khí. Phần tử giảm chấn thì hiện nay có chủ yếu là sử dụng các cái giảm chấn thủy lực, nhưng ngoài ra còn có một số loại giảm chấn thủy lực kết hợp điện hoặc giảm chấn dùng điện. Và cái phần tử thứ ba nữa là phần tử dẫn hướng, đó là các cái thanh đòn, thanh giảm, thanh cân bằng hoặc là các cái bao gồm các cái khớp nối. Thế thì đối với hệ thống treo, việc kiểm tra bảo dưỡng định kỳ tập trung chủ yếu vào các cái phần tử dẫn hướng, các cái khớp nối. Bởi vì các cái khớp nối thông thường đối với các hệ thống treo trên ô tô, nếu như là hệ thống treo độc lập và treo đa điểm thì nó có rất nhiều các cái khớp nối, và cái việc kiểm tra các khớp nối trong quá trình này sẽ đảm bảo cứng vững cho hệ thống, cho xe khi chuyển động. Thế ngoài ra thì chúng ta sẽ phải kiểm tra thêm cái tình trạng của giảm chấn. Đấy, giảm chấn với cái vai trò là dập tắt dao động thì cái hoạt động của giảm chấn cần được kiểm soát để đảm bảo cái sự yên dịu cho xe khi di chuyển. Và cái hạng mục cuối cùng là kiểm tra lò xo, nhíp và bóng khí.
Đấy là các cái hệ thống chính trên ô tô truyền thống. Nhưng ngoài ra trên ô tô truyền thống còn có các cái hệ thống khác liên quan đến nội ngoại thất của xe, ví dụ như kiểm tra sửa chữa khung vỏ nếu như cần thiết, kiểm tra hệ thống điều hòa không khí, bổ sung ga nếu như mà cái hệ thống chúng ta không đảm bảo đủ áp suất ga, vệ sinh hoặc là thay thế lọc gió điều hòa. Đấy, kiểm tra hệ thống chiếu sáng, thay thế các bóng đèn nếu cần thiết mà điều chỉnh các cái góc của các bóng đèn pha xa. Kiểm tra hệ thống gạt mưa, thống rửa đèn như là các cái tiện ích khác trên ô tô. Đấy, vừa rồi là mình có phân tích hai cái sự khác biệt lớn nhất giữa xe ô tô truyền thống và xe điện. Thế thì cái sự khác biệt đây chúng ta có thể tổng kết lại một số các cái hạng mục mà trên xe điện không có mà trên xe truyền thống thì có. Đấy, các bạn có thể theo dõi trên trên slide. Đầu tiên là các cái bước về kiểm tra thay thế đối với dầu động cơ, rồi lọc dầu, hệ thống làm mát. Rồi, một điểm đặc biệt như lúc đầu mình có nhấn mạnh là số lượng của cái chi tiết chuyển động trong xe điện thì ít hơn rất nhiều so với trên xe truyền thống. Nên là theo các cái thống kê thì cái việc kiểm tra bảo dưỡng trên xe điện sẽ ít hơn trên xe truyền thống khoảng 30%. Như các bạn thấy trên slide, cái biểu đồ mô tả cái mức chi phí trung bình cho việc kiểm tra và bảo dưỡng xe điện và xe truyền thống tại một số tỉnh ở Canada. Cái đầu tiên chúng ta có thể thấy ở đây là cái mức cho xe điện thì thấp hơn so với xe truyền thống ở tất cả các tỉnh, và cái mức trung bình tức là các cái đường màu đen này ạ, như các bạn thấy. Đấy, thì nó đối với xe điện thì nó chỉ khoảng xấp xỉ là $500 một năm, và đối với xe động cơ đốt trong truyền thống thì nó khoảng $931, là cũng tiết kiệm mà khá là nhiều, cái sự chênh lệch cũng khá là nhiều. Thì về cơ bản là xe điện sẽ ít phải sửa chữa bảo dưỡng hơn xe truyền thống, và khi sửa chữa thì cũng không phức tạp như là xe truyền thống. Tuy nhiên là khi mà sửa chữa xe điện thì các bạn cần phải lưu ý đặc biệt đến các cái kỹ năng làm việc với điện cao áp. Và khi mà sửa chữa xe truyền thống thì chúng ta cần quan tâm đến cái hiện tượng và cái khả năng cháy nổ. Bởi vì nhiên liệu sử dụng xe truyền thống đều là những loại mà rất dễ gây ra cháy nổ. Như trên slide các bạn có thể nhìn thấy là cái chi phí cho bảo dưỡng xe, các loại xe mà chúng ta vừa mới tìm hiểu, trong đó có bao gồm xe truyền thống, các loại xe lai và xe điện, thì cái mức chi phí thấp nhất cho xe điện chỉ là $0.061 trong một mai, đối một mai. Còn cái xe cao nhất sẽ là xe truyền thống với cái mức là $0.101 trên một mai, hơn khoảng 40%. Tóm lại cái bài mà chúng ta vừa mới tìm hiểu, chúng ta có thể rút ra một số các cái kết luận cơ bản về cái sự khác biệt trong kỹ thuật kiểm tra bảo dưỡng xe điện và xe truyền thống. Thì nó nằm chủ yếu ở phần hệ thống động lực, trong đó bao gồm động cơ và hệ thống truyền lực. Thế là cái số lượng chi tiết chuyển động trên xe ô tô điện ít hơn trên xe truyền thống rất nhiều, nên chi phí kiểm tra và bảo dưỡng của xe điện sẽ ít hơn xe truyền thống khoảng 30%. Và tôi xin kết thúc cái bài trình bày ở đây. Cảm ơn tất cả các quý vị đã lắng nghe. Xin chào. Vâng ạ, cảm ơn anh Nghĩa đã chia sẻ một cái bài trình bày rất là tổng quan và cũng là rất là kỹ thuật, làm cho người nghe có thể hình dung được. Hồi xưa thì chắc là sẽ rất nhiều người nghĩ rằng là vận hành và sửa chữa xe điện chắc là sẽ phức tạp lắm, nhưng mà sau khi nghe bài trình bày rất là kỹ thuật và đầy đủ thông tin của anh Nghĩa thì là chúng ta thấy rằng là hiện tại thì là chắc là
cái việc mà bảo dưỡng, bảo trì và vận hành cái phương tiện điện thì ra là không không quá phức tạp như chúng ta thường hình dung, đúng không? Vâng, các chị tham dự thì có ai có câu hỏi thì có thể hỏi trực tiếp anh Nghĩa, hoặc là có thể nhắn tin qua cái book chat ấy ạ. Thì là cuối buổi thì là anh Nghĩa có thể trả lời trực tiếp, hoặc là cuối buổi thì chúng ta có thể là có một cái phiên thảo luận, thì là chúng ta cũng có thể chờ đến cái phiên thảo luận thì chúng ta thảo luận sâu hơn. Thì không biết các anh các chị trong phòng họp hôm nay thì không biết có ai có câu hỏi hay có thắc mắc hay là có nội dung gì cần trao đổi không ạ? À, có chị Hương có hỏi là bài trình bày thì có được chia sẻ không? Bài trình bày của tất cả các học viên thì sau khi chúng tôi kết thúc khóa đào tạo và có một vài cái xử lý về mặt kỹ thuật thì cũng sẽ được đưa lên cái website của dự án Solution Plus ạ. Trong cái phần đào tạo dành cho Hà Nội thì chúng ta có thể lên đấy để tham khảo các cái tài liệu của khóa đào tạo hôm nay ạ. Vâng, cảm ơn anh Nghĩa. Thế ra chúng ta vừa mới nghe anh Nghĩa trình bày có bốn phần quan trọng, đấy là cái phân biệt thế nào giữa ô tô truyền thống và ô tô điện, cũng như tổng quan về ô tô điện, và các cái điểm nổi bật thì chúng ta thấy rằng là theo bài trình bày của anh Nghĩa thì là do rằng là cái cơ cấu chuyển động động cơ, một bên là truyền truyền lực, một bên là động cơ đốt trong thì là nó khác nhau, và do phương tiện điện thì nó đơn giản hơn rất nhiều. Xe điện thì đơn giản, có cấu tạo đơn giản hơn nhiều, do đó là các cái yêu cầu về vận hành, về về bảo trì bảo dưỡng thì nó cũng đơn giản hơn, và chúng ta có thể tiết kiệm được đến khoảng 30%. Tuy nhiên thì chúng ta cũng có một số cái lưu ý đối với cái vận hành phương tiện điện, đấy là cái làm việc với điện cao áp thì có thể dẫn đến nhiều cái rủi ro mất an toàn đối với điện, và có đối với những cái khả năng cháy nổ thì là nếu mà chúng ta có những cái phương án đối với cái nội dung này. Để tôi đi lại cái phần book chat xem. Anh Nghĩa ơi, em nghĩ là vẫn còn thời gian thì thầy Nghĩa có thể trả lời hai câu hỏi của hai bạn đấy ạ, của ba bạn. Dạ vâng Thì mình có thể trả lời được tiếp luôn cũng được ạ. vâng ạ. Câu hỏi đầu tiên là của bạn Văn Phi đúng không ạ? Khi mà chuyển sang xe điện hoàn toàn thì khoảng bao nhiêu phần trăm kỹ thuật viên ô tô hiện nay sẽ cần phải đào tạo lại và hoặc không đáp ứng được yêu cầu? Theo như mình nghĩ thì khi mà thị trường chuyển sang xe điện 100%, tức là chúng ta sẽ không sử dụng cái xe động cơ đốt trong nữa, thì tất cả các kỹ thuật viên ô tô hiện nay sẽ cần phải được đào tạo lại, đặc biệt là phần đào tạo về, về kiểm tra các hệ thống điện trên ô tô. Bởi vì trên đấy như chúng ta biết, như chúng ta vừa mới phân tích, thì hệ thống trên ô tô chúng ta sử dụng cái hệ thống có cái hệ thống điện cao áp cung cấp cho động cơ đấy, và phần đấy thì cần phải được training rất là chi tiết và rõ ràng, nó liên quan trực tiếp đến vấn đề an toàn. Câu hỏi của bạn Văn Hiến là tổng các chi tiết của xe điện nhỏ hơn xe truyền thống hay chỉ các chi tiết chuyển động? Thì đối với xe điện thì tổng các chi tiết của xe điện cũng sẽ nhỏ hơn các cái chi tiết của xe truyền thống, đặc biệt là cũng sẽ nhỏ hơn các cái chi tiết của xe xe thuần điện thì sẽ nhỏ hơn của các dòng xe lai. Nhưng mà trong cái bài này thì mình quan tâm nhiều hơn đến các cái chi tiết chuyển động, bởi vì những cái chi tiết chuyển động thì nó sẽ thường xuyên phải kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ hơn là đối với chi tiết không chuyển động. Ơi Là câu hỏi của bạn ừ. Linh Phương Chưa, Lê là thế là nếu mọi người đang ấy, tớ xin lỗi. sự so sánh giữa chi phí vận hành của xe điện và xe truyền thống. Về chi phí vận hành thì như các bạn biết là chi phí vận hành được cấu thành từ chi phí sử dụng nhiên liệu. Ở đây là đối với xe điện là chi phí sử dụng cái năng lượng điện, và đối với xe truyền thống thì là chi phí sử dụng cái nhiên liệu. Cái phần thứ hai nữa là chi phí kiểm tra và bảo dưỡng và sửa chữa.
Thì đối với xe điện thì chúng ta biết là cái chi phí về năng lượng điện thì hiện nay là đang rẻ hơn rất nhiều so với chi phí sử dụng xe nhiên liệu hóa thạch. Và cái số lượng con số ở đây mình có thể nêu ra là đối với xe điện thì về cái mặt chi phí sử dụng nhiên liệu có thể tiết kiệm đến hơn 50% so với xe truyền thống. Còn cái chi phí về kiểm tra và bảo dưỡng cũng như là sửa chữa thì các bạn có thể tìm trong cái nội dung slide vừa rồi, thì xe điện sẽ tiết kiệm hơn ít nhất là 30%, và nhiều quốc gia thì nó cái con số đấy cũng có thể lớn hơn, thậm chí đến 50%. Đối với xe điện thì khi mà các bạn thao tác và sử dụng xe điện thì trên hệ thống điều khiển của xe điện nó có cái phần để khi mà chúng ta thao tác bảo dưỡng sửa chữa là có cái công tắc như một cái công tắc nguồn để ngắt cái hệ thống điện cao áp khi mà chúng ta sửa chữa. Còn khi mà có cái hiện tượng rò rỉ điện ra ngoài thì hệ thống sẽ tự động ngắt ngắt các cái đường điện cao áp và sẽ báo lỗi lên trên trên cái táp lô của người dùng để người dùng biết đến lúc đấy là mình cần phải đem xe đến trung tâm sửa chữa chứ không được vận hành tiếp xe. Vâng ạ, cảm ơn anh Nghĩa. Hiện tượng rồi. Chúng ta có thời gian cho một câu hỏi nữa, thì không biết là có học viên nào có đặt thêm câu hỏi cho anh Nghĩa không này, chúng ta có thể đặt đặt câu hỏi trực tiếp hoặc là qua cái hộp chat ạ. Anh Nghĩa ơi, không biết là anh đã nhận được một cái câu hỏi của anh Nguyễn Anh Tuấn là việc đảm bảo an toàn đối với xe điện, đặc biệt là có hệ thống cảnh báo nào không khi có hiện tượng rò điện, thì À, câu hỏi đấy mình vừa trả lời. mình trả lời đúng không ạ? Vâng. À, mình Thế vừa thì trả hiện tại thì không nhìn thấy, chúng tôi không nhìn thấy các học viên có câu hỏi thắc mắc cho cái bài trình bày này nữa, thì là nếu mà trong cái suốt cái buổi hôm nay thì nếu mà chúng ta tiếp tục có những cái nội dung nào cần làm rõ hay là cần giải thích thêm thì chúng ta có thể là trực tiếp phát biểu hoặc là chúng ta có thể nhắn qua cái hộp chat. Xin cảm ơn anh Nghĩa. à, xin cảm ơn chị Vâng. ạ. À. Cảm ơn tất cả mọi người ạ. Vâng. À, anh xin phép được được dừng cái xe này đúng không Vâng, cảm ơn anh. Vâng. ạ? Vâng. Tiếp theo thì chúng ta vừa mới nghe một bài trình bày rất là chi tiết về các cái nội dung khác biệt về mặt kỹ thuật giữa xe ô tô điện và ô tô truyền thống, thì trong cái nội dung tiếp theo thì chúng ta sẽ nghe về